Xin chào các bạn, mình là Thanh Hằng. Hiện tại, mình đang làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán MB, công ty con của Ngân hàng Quân đội. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục nhận định về xu thế thị trường hiện tại, cũng như là xu thế của ngành cổ phiếu bất động sản là đang trong cái chu kỳ hưởng lợi hiện tại, là cái chu kỳ bất động sản. Vì là cái giá đất ngoài thực tế hiện tại vẫn đang trong xu thế tăng, cùng với các cái gói chính sách hỗ trợ nền kinh tế cũng như là chính sách thúc đẩy đầu tư công, thúc đẩy hạ tầng của chính phủ, dẫn đến về cái việc giá đất ngoài thực địa thì vẫn đang trong cái xu thế tăng rất là tốt. Thế thì trên thị trường thực tế giai đoạn vừa qua thì đã trải qua một cái nhịp giảm rất là mạnh. Thị trường chung VNI đã trải qua cái nhịp giảm rất là mạnh từ vùng 1.527 điểm xuống thấp nhất vừa rồi là khoảng 1.250 điểm, tức là đã giảm khoảng 300 điểm. Và cùng với đó là xu thế của rất nhiều mã cổ phiếu trên thị trường là cũng có cái mức giảm rất là sâu, có những mã cổ phiếu giảm lên tới 50 đến 70%. Thế thì trước hết là đánh giá về xu thế thị trường chung. Thì đến phiên hôm nay thì thị trường đã tạo một cái cây nến xanh tăng mạnh kéo dài, như các bạn quan sát trên đồ thị ngày ở đây. Và đây có thể được coi là đáy 2 ngày mùng 10 tháng 5 hôm nay. Và tất nhiên là chúng ta sẽ còn quan sát thêm các cái phiên tiếp theo đó, để khẳng định hơn nữa cái việc tạo đáy của thị trường hay không. Còn cái đáy trước đó có thể gọi là đáy thứ nhất là vào khoảng ngày 26 tháng 4, vào ngày 26 tháng 4. Và các bạn có thể thêm cái chỉ báo RSI để thấy rõ hơn cái sự phân kỳ, tín hiệu phân kỳ tạo đáy của thị trường. Thị trường chung thì hiện tại là đang có khả năng cao, cái đáy ngày hôm nay thì có khả năng cao là kỳ vọng là vùng đáy. Thì nếu cái vùng phiên hôm nay tạo đáy thì thị trường sẽ tạo đáy sau, thấp hơn đáy trước. Mình vẽ đường màu đỏ ở đây. Trong khi đó RSI thì lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Thì đây có thể là một cái tín hiệu phân kỳ tạo đáy mà chúng ta kỳ vọng về cái sóng hồi tiếp theo của thị trường. Chúng ta quan sát theo đồ thị tuần, để thấy được cái xu thế dài hạn của VN Index. Thường trong một sóng tăng hoặc một sóng giảm thì sẽ bao gồm khoảng từ 3 cho đến 5 sóng tăng nhỏ hoặc là 3 đến 5 sóng giảm nhỏ. Thì thị trường trong suốt cái giai đoạn sóng tăng dài hạn trong các năm vừa qua, từ cái ngưỡng thấp nhất vùng đáy là khoảng 600 điểm, 660 điểm là vào đầu năm 2020. Và đạt đến đỉnh vùng 1.530 điểm vừa rồi là vào đầu năm nay. Thì suốt cái sóng tăng dài hạn này thì cũng bao gồm 5 sóng tăng nhỏ. Sóng tăng thứ nhất là từ tháng 11 năm 2020 cho đến đầu năm 2021. Sau đấy là thị trường có một cái sóng giảm nhỏ, gọi là sóng giảm 2. Tiếp đến sóng tăng 3 là tăng tiếp đến tháng 7 năm 2021 là sóng tăng 3. Và sau đấy là thị trường tiếp tục có cái sóng giảm 4. Sau đó thị trường tiếp tục sóng tăng 5 đến đầu năm nay. Và đến thời điểm hiện tại thì xu thế của thị trường chung là đã
thủng cái đường kênh tăng giá của cái sóng tăng dài hạn từ năm 2020 cho đến đầu năm nay, đã thủng cái chen tăng giá này. Nghĩa là xu thế thị trường hiện tại đang là trong cái xu thế đao chen, đang là đao chen. Và một cái đao chen thì cũng sẽ bao gồm nhiều sóng giảm nhỏ. Thì giai đoạn sóng giảm vừa rồi có thể là cái sóng giảm đầu tiên. Và cái sóng giảm này thì cũng đã sóng giảm đầu tiên này của thị trường thì cũng bao gồm 5 sóng giảm nhỏ mà chúng ta có thể quan sát theo đồ thị ngày. Sóng giảm thứ nhất này là ba cây nến đỏ đầu tiên. Từ ngày mùng 7 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Sau đấy là một cái nhịp hồi ngắn đến ngày 14 tháng 4. Sau đấy thị trường tiếp tục có cái nhịp giảm 3 nhỏ đến ngày 26 tháng 4. Và sóng hồi 4 đến ngày mùng 4 tháng 5. Và hiện tại là cái sóng là cái nhịp giảm 5 nhỏ đến ngày hôm nay. Thì với 5 cái sóng giảm nhỏ như vậy thì mình kỳ vọng là cái sóng giảm đầu đầu tiên này của thị trường là có khả năng kết thúc, và kỳ vọng sắp tới thị trường bước vào một cái sóng hồi. Thị trường chung sẽ xác nhận là bước vào cái sóng hồi khi mà vượt được cái đường kênh giảm giá màu xanh mình vẽ ra ở đây, tức là khoảng vùng 1.320 đến 1.330 điểm. Vượt được cái vùng kháng cự này, cái kênh giảm giá này, thì thị trường xác nhận là bước vào cái sóng hồi. Và sau cái sóng hồi thì thị trường có tiếp tục đao chen hay không, thì như mình đánh giá là cái giai đoạn năm 2020 đến đầu năm nay, cái sóng tăng dài của thị trường đã trải qua đầy đủ 5 sóng tăng rồi. Và cái nhịp sập mạnh của thị trường đợt vừa rồi, đợt đầu năm nay thì cũng đã thủng cái đường kênh tăng giá mà mình vừa phân tích cho các bạn theo đồ thị tuần của VN Index. Tức là thị trường có thể bước vào một cái đao chen dài hạn mà trong đó bao gồm nhiều sóng giảm khác nhau. Và thường là bao gồm khoảng 3 đến 5 sóng giảm nhỏ. Thế thì nếu thị trường có cái sóng hồi tiếp theo tới đây và sau đó có tiếp tục cái xu thế đao chen hay không thì chúng ta vẫn cần phải hết sức là cẩn trọng trong cái giai đoạn thị trường tới đây. Và chính vì thị trường có thể bước vào cái đao chen dài hạn, mặc dù trong đó là xen kẽ, có thể xen kẽ những cái sóng hồi ngắn, thì nên là mình vẫn khuyến nghị là hạn chế dùng margin trong cái giai đoạn thị trường sắp tới, và chỉ giải ngân vào những cơ hội, những cái doanh nghiệp thực sự tốt, hưởng lợi của cả cái chu kỳ hiện tại đang là chu kỳ bất động sản. Những doanh nghiệp bất động sản mà có quỹ đất lớn, rồi là vị trí đắc địa, biên lợi nhuận tốt, như là mình phân tích rất là nhiều trong các video vừa qua, để mà chúng ta có thể giải ngân vốn vào trong cái giai đoạn thị trường khó khăn. Và chủ yếu là ưu tiên làm sao để vừa có thể tăng trưởng cũng đồng thời là bảo vệ tài khoản của mình. Chỉ vào những cái cơ hội thực sự là an toàn và chúng ta tìm hiểu rõ. Và hạn chế dùng margin trong giai đoạn thị trường sắp tới. Nếu mà có khả năng thị trường đã bước vào cái đao chen dài hạn. Và đương nhiên là trong cái đao chen dài hạn thì vẫn có những cái sóng hồi ngắn. Thế thì xu thế của các mã cổ phiếu bất động sản tiềm năng trong giai đoạn thị trường hiện tại như thế nào? Thì một số những cái mã cổ phiếu bất động sản tiềm năng mà được nhiều nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là các nhà đầu tư dài hạn, đó là DIG hay là L14 hay là Shell, rồi NHA Nam Long,
thì đều là những doanh nghiệp mà sở hữu quỹ đất lớn và vị trí tốt, đáp ứng được cái các cái tiêu chí khắt khe về phân tích cơ bản để chúng ta có thể yên tâm đầu tư nắm giữ cổ phiếu. DIG thì sau cái sóng tăng của năm ngoái thì cổ phiếu cũng bước vào cái sóng giảm, và đến thời điểm hiện tại thì cổ phiếu đã nằm trong cái sóng giảm 3, sóng giảm 3 hoặc có thể gọi là sóng giảm C. Nhịp giảm A của DIG là từ vùng đỉnh là 120 ngày 12 tháng 1, tức là đầu năm nay, cổ phiếu sập về vùng 60 ngày mùng 9 tháng 2 năm nay. Sau đấy là sóng hồi B là từ vùng 60 hồi lên đến vùng 100, hơn 100 ngày 24 tháng 3. Và sau đó là cái nhịp sập C, sóng giảm C đến cái vùng 5x, 4x hiện tại. Thế thì để biết là cái sóng giảm hiện tại của DIG, cái xu thế giảm đã kết thúc chưa, thì chúng ta có thể dựa vào việc là một cái xu thế giảm của cổ phiếu có thể bao gồm từ 3 đến 5 sóng giảm nhỏ. Thì hiện tại là DIG đã có 3 cái sóng giảm nhỏ như mình vừa phân tích. Thì đối với những ai mà xác định đầu tư dài hạn theo tiềm năng phát triển của doanh nghiệp thì có thể canh mua gia tăng thêm khối lượng sở hữu ở cái vùng giá hiện tại, khi mà cổ phiếu có tín hiệu là đến phiên hôm nay thì tạo một cái cây nến xanh tăng mạnh, đồng thời là volume khớp lệnh, khối lượng khớp lệnh. Cái cây volume ngày hôm nay các bạn quan sát thấy là gần như là gấp đôi so với trung bình các phiên trước đó. Hôm nay khớp lệnh là 14 triệu cổ phiếu, tức là một cái lượng lớn cổ phiếu đã được hấp thụ và mua gom. Thế thì đối với những nhà đầu tư dài hạn, sau cái nhịp sập mạnh của cổ phiếu về cái vùng giá hấp dẫn như hiện tại, đồng thời với đó là cái vốn hóa của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn là 26.000, khoảng 26.500 tỷ. Tức là định giá trên thị trường thì rất là thấp so với những cái quỹ đất mà doanh nghiệp sở hữu. Thì với những ai mà đầu tư dài hạn thì mình vẫn đánh giá và khuyến nghị là có thể gia tăng thêm khối lượng sở hữu bằng tiền thịt, chứ cũng chưa nên dùng margin. Margin thì chỉ nên dùng khi mà cổ phiếu vào một cái xu thế tăng rõ ràng, trend tăng rõ ràng, và cổ phiếu sẽ xác nhận là vào một cái xu thế tăng mới nếu vượt được cái đường kênh giảm giá, đường màu đỏ mình vẽ ra ở đây. Đó. Như những ai mà xác định đầu tư dài hạn theo DIG và có tìm hiểu về doanh nghiệp thì đều biết rằng đây là doanh nghiệp mà sở hữu quỹ đất rất là lớn và vị trí đẹp, đắc địa so với vốn hóa trên thị trường vẫn còn rất là rẻ, đặc biệt là sau nhịp sập sâu thì định giá của doanh nghiệp trên thị trường lại càng rất là rẻ và hấp dẫn hơn nữa. Cho nên là có những cái vùng giá tuyệt vời cũng như là tín hiệu tạo đáy thì những nhà đầu tư dài hạn có thể gom thêm. Còn đối với những ai mà xác định đầu tư ngắn hạn hay là trung hạn, lướt sóng thì nên chờ cổ phiếu vào trend tăng rõ ràng, đặc biệt là với cái xu thế chung của toàn thị trường như mình vừa phân tích của VN Index thì xu thế chung là thị trường đang trong downtrend, và sau cái sóng hồi của thị trường chung thì có khả năng bước vào
có khả năng tiếp tục cái downtrend hay không thì chúng ta vẫn phải hết sức là cẩn trọng. Làm sao để đầu tư vừa tăng trưởng và vừa bảo vệ được tài khoản. Đồ thị của DIG cũng như là đa số các mã bất động sản khác thì đều đang trải qua cái xu thế giảm, bao gồm 3 đến 5 sóng giảm nhỏ. DIG hay là L14. L14 thì cũng tương tự như vậy. Cái khối lượng mua vào, khối lượng khớp lệnh, hấp thụ được cái lượng bán ra của những cái phiên gần đây thì rất là lớn, rất là lớn. Điều đó chứng tỏ là một lượng, khối lượng lớn cổ phiếu đã được mua gom. Thì chúng ta kỳ vọng là các mã cổ phiếu có thể kết thúc sóng giảm và có thể là đi ngang, tích lũy và sau đó là bước vào cái sóng tăng mới theo những cái tiềm năng thực tế của doanh nghiệp, book doanh thu lợi nhuận các dự án theo từng năm mà các doanh nghiệp đều đã có kế hoạch trong các đại hội cổ đông, các doanh nghiệp có trình bày. Và nhìn lại những cái giai đoạn downtrend trước đây của thị trường hoặc là những cái giai đoạn đi ngang rồi downtrend thì vẫn có những mã cổ phiếu đi ngược dòng cái xu thế giảm. Đó, thì vẫn có những cơ hội tốt mà chúng ta có thể tham gia. Mà đặc biệt là cái vấn đề về sử dụng margin thì trong điều kiện mà chưa hoàn toàn thuận lợi thì mình không khuyến nghị sử dụng margin, bởi vì margin như các bạn biết thì trong xu thế tăng thì giúp gia tăng tài khoản rất là nhanh, nhưng mà trong xu thế giảm thì cũng gọi là gần như là đốt cháy tài khoản cũng rất là nhanh. Trong cái đoạn sập vừa rồi của thị trường thì rất nhiều nhà đầu tư đã bị call margin cũng như là forced sell, tức là bị công ty chứng khoán tự động bán tài khoản để đảm bảo cái tỷ lệ vay. Nên cái công cụ margin thì chỉ khi nào mà thị trường, cả thị trường và cổ phiếu đều trong cái xu thế thuận lợi thì tức là phải độ an toàn cao thì mình cũng mới khuyến nghị tham gia sử dụng. Còn trong những điều kiện mà vẫn còn tính rủi ro cao cũng như là không được thuận lợi thì chúng ta đầu tư hạn chế sử dụng margin, làm sao để cốt lõi là bảo vệ được cái tài khoản của mình. Và tất nhiên là với xu thế hiện tại, giá đất đang trong xu thế tăng, cùng với chính sách thúc đẩy đầu tư công, phát triển hạ tầng, rồi là thúc đẩy hỗ trợ nền kinh tế, thì giá đất ngoài thực địa vẫn sẽ còn tiếp tục trong cái xu thế tăng. Và các mã cổ phiếu tiềm năng ngành bất động sản thì vẫn tạo ra cho chúng ta kỳ vọng rất là lớn khi mà trong các năm tới giá đất tăng mạnh, kèm với là cái quỹ đất sở hữu rất là lớn của các doanh nghiệp thì sẽ kỳ vọng về cái sự tăng giá, có thể gọi là thần tốc của các mã cổ phiếu trong giai đoạn các năm tới đây. Và những phân tích chi tiết về danh mục khuyến nghị đầu tư dài hạn, ngắn hạn, các thông tin cập nhật liên tục sát về doanh nghiệp, những đánh giá phân tích cũng như là khuyến nghị mua cũng như là bán đối với các nhà đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn khác nhau, tư vấn đầy đủ chi tiết thì mình tư vấn trong room tư vấn đầu tư VIP và một số khuyến nghị tham khảo trong room tư vấn đầu tư free. Thì các bạn nào quan tâm có thể tham gia các room tư vấn theo hướng dẫn mình để ở bên dưới video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Các bạn nào mà thấy video hữu ích thì có thể đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video giúp mình, tạo động lực cho mình làm các video tiếp theo.
để đưa ra những phân tích tham khảo đến cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.